Long Cửu Bí, Thánh Hồn Thư Hải, bốn người từ Dương vẻ mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau nường ngay. Điều đó có nghĩa là gì? Câu đầu tiên rất dễ lý giải, Cửu Long Đại Bí, chín đồng mối, nhưng một câu Thánh Hồn Thư Hải này đại biểu cho cái gì? Lăng Thanh Su cùng linh giao kinh nghiệm nông cạn nhất, đến thời điểm đoán đấu này sẽ để Từ Dương cùng Bạch Liên tuyết phát huy tác dụng. Thánh Hồn Thư Hải, linh hồn thánh, chẳng lẽ chỉ Thánh Hồn Thư viện của Tam Thiên Đạo Châu Thập Đại Học viện? Bạch liên tuyết suy đoán như vậy, cho từ dương rất nhiều cảm hứng. Đúng vậy. Chỉ có thư viện, mới có tảng thư lâu, chẳng lẽ, bí mật ở ngay đó. Vậy còn do dự cái gì, mau khởi hành thánh hồn thư viện xuất phát, cuối cùng cũng tìm được đích đến mới, làng thanh su nhìn qua rất kích động. Không vội, chúng ta cần phải lên kế hoạch tốt một phen. Theo ta được biết, thánh hồn thư viện này cũng không phải là học đồ thư viện tầm thường, mà là chuyên môn vì tam thiên đạo châu đỉnh cấp đế quốc bồi dưỡng cường đại tu luyện giả đỉnh cấp học phủ nhập học ngưỡng cửa đều là kim đan cảnh ở trong tam thiên đạo châu thập đại học xã bài danh vị trí thứ ba quan trọng hơn là tòa học phủ này mặc dù không phải là một trong những trường danh tiếng phổ biến nhất hiện nay nhưng là trường đại danh có lịch sử lâu đời nhất đội tình thần bí nhất bí mật của long tàng xuất hiện ở chỗ này nghĩ đến cũng có nguyên nhân chúng ta phải chuẩn bị nhập cư lâu dài một khi tiến vào học xã tất cả chúng ta đều không thể bại lộ thực lực chân chính của mình. Từ dương dặn dò một phen, lăng thanh su đều có chút không kiên nhẫn nghe. Lão tổ, dựa vào thực lực ngươi, đến thư viện trực tiếp làm viện trưởng cũng dư giả. Chúng ta làm gì còn muốn phiền toái như vậy, trực tiếp đánh vào không phải là kết thúc. Từ dương cười khẽ lắc đầu. Thư viện chính là thánh địa trong mắt các đế quốc, động một chút chính là động toàn thân, đừng nói bại lộ mục đích chân chính của chúng ta, cho dù đơn thuần khiêu khích học viện cũng sẽ chiêu tới địch nhân vô cùng vô tận không sợ đánh không lại chỉ sợ đánh mãi không xong đạo lý này ngươi hẳn là hiểu rõ lăng thanh du nghe vậy mới ngậm miệng tỏ vẻ đồng ý được rồi nói như vậy chúng ta trước tiên đạt được tư cách nhập học sau đó dùng thời gian ngắn nhất tiến vào tàng thư lâu không sai hiện tại xuất phát linh thuyền sau khi tập trung mục tiêu tiến lên tốc độ lập tức tăng vọt vẻn vẹn chỉ dùng hai ngày đoàn người từ dương liền đi tới thánh hồn thư viện. Hoa nha, quả nhiên không hổ là học phủ đỉnh cấp tam thiên đạo châu, hoàn cảnh nơi này quả thực có thể so sánh với linh hàn từ bên kia. Linh giao khó có được phát biểu một đợt cảm khái, theo bản năng nghĩ đến một ít kinh nghiệm tu hành lúc trước của mình ở thánh địa, kỳ thật nha đầu nàng vẫn rất hướng tới loại trạng thái sinh hoạt này của học viện, rời xa thế giới trước kia ở thánh địa, coi như là ngắn ngủi thả lỏng một hồi. Người nào, mấy võ giả cường đại nguyên anh đỉnh phong cảnh chặn ngang qua cửa ngăn cản mấy người từ dương đi đường người tốt chúng ta tới đây tham gia thi tuyển muốn tiến vào thánh hồn thư viện học tập kỳ thi đã kết thúc từ ba tháng trước bây giờ các ngươi mới tới từ dương cười cười đầu tiên là móc ra một ít thứ có giá trị điểm đến mấy thị viện này sau đó chỉ chỉ chuông cổ trên một tòa tháp đá độc lập ở xa xa thánh hồn thư viện ta nhớ rõ thư viện chúng ta có quy củ tán tu không có tư cách đề cử đế quốc, nếu có thể làm cho Trung Liên trấn thất thanh này, liền có thể đạt được tư cách nhập học tu tập trở thành dự thính sinh. Đích xác có cách nói này, chỉ là cái chuông kia, cần cường giảng nguyên anh cảnh trở lên mới có thể gõ vang, huynh đệ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi một cái luyện khí cảnh, vẫn là. Từ dương không nói nhảm, đứng ở vị trí cửa này, cách khoảng cách ngàn thước một trường cách không đánh ra. Đằng. Chuông cùng ngủ say mấy chục năm ầm ầm vang lên, lực lượng đủ để sánh ngang với mấy hộ vệ nguyên anh đỉnh phong cảnh trước mặt. Cái này, mấy hộ vệ tại chỗ bối rối, từ chất như thế thật sự là tương đối hiếm thấy. Mạnh như thánh hồn thư viện, mỗi năm tiếp nhận 800 tân sinh nhập học, trên cơ bản đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh không quá một phần mười, mà loại như tử dương trước mặt, đạt tới nguyên anh đỉnh phong cảnh, cơ bản 10 năm 8 năm cũng sẽ không có một người. Huynh đệ, người có thực lực như vậy, trực tiếp đi đế quốc tòng quân, không quá hai ba năm là có thể làm đô úy tốt một tham tướng cũng không phải là không có khả năng vì sao còn muốn đến thư viện lăng thanh du có chút không kiên nhẫn trực tiếp lựa chọn xuất thủ trường kiếm lăng không bay ra gõ chuông cổ liên tiếp chín đạo nổ vang nhất thời làm cho mấy hộ vệ này hoài nghi nhân sinh cái này không cần lãng phí thời gian huynh đệ bốn người chúng ta đều xuất thân từ đại hộ nguyên anh đỉnh phong cảnh đến thư viện là vì danh tiếng phiền toái dẫn đường nhờ vả bọn thị vệ thấy bốn đại lão này thẳng thắn như thế, cũng không do dự cái gì nữa, dù sao phía học viện cũng hy vọng có thể đạt được mấy mầm non ưu tú, không nói hai lời trực tiếp mang theo bốn người từ dương đi tới giáo phụ hội. Chủ nhiệm lợi mã, bốn người này, chính là tân sinh vừa mới gõ chuông thánh hồn đến học tập, bốn người bọn họ đều có thực lực nguyên anh đỉnh phong cảnh, giới thiệu ngắn gọn ý nguyện một chút, người chủ nhiệm tên là lợi mã gật đầu. Tình huống của các người ta đã hiểu rõ, Bất quá các người tuy rằng thực lực không tệ, nhưng hiện tại cũng không phải là thời gian trường học thống nhất tuyển sinh. Các người không có trải qua kỳ thi tuyển sinh, chỉ có thể lĩnh lấy tư cách mượn học, dẫn dắt lão sư các người cũng đều là trình độ rất bình thường, các người. Không thành vấn đề, từ dương trực tiếp mở miệng. Chỉ cần để cho bốn người chúng ta cùng một lão sư, các điều kiện khác chúng ta đều có thể chấp nhận. Được rồi, trái hướng về phía tháp đá thứ ba, chính là lớp của Long Khôn lão sư, các ngươi đi báo cáo đi. Được. Bốn người bay lên trời, bay ở khu vực bên trong thánh hồn thư viện này. Thư viện là do hàng trăm tháp đá lơ lửng tạo thành, kết cấu và thiên kiếm thánh địa có chút tương tự, làm cho linh giao có chút cảm khái. Nơi này linh khí thập phần dồi dào, mỗi một tòa thạch tháp đều có được linh tinh thật lớn tồn tại độc lập, cam đoan mỗi một đệ tử ở thư viện có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện dồi dào. Ngài chính là lòng khôn lão sư đi, chúng ta là tân sinh tới đưa tin. Từ dương mở miệng với bóng lưng trước mặt, tráng hán này xoay người lại, nhìn thấy mấy người từ dương sau khi cải trang một phen trước mắt, lộ ra một nụ cười. Sự thính sinh, hiện tại ở thư viện chính là bảo bối, là chủ nhiệm lợi mã bảo các người tới tìm ta, từ dương gật đầu. Cảm ơn ngài đã thu lưu. Ha ha, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chỗ này của ta tất cả đều là bất lực, có một số học sinh ngay cả chính mình cũng không đối phó được ở chỗ ta các ngươi phải cẩn thận một chút. Từ Dương nhìn lướt qua cái gọi là lớp học đang lên lớp trước mặt tính cả Long Khôn lão sư tổng cộng mới có ba người quả thật làm cho người ta không nói gì. Còn những người khác thì sao tất cả các lớp học Long Khôn bất đắc dĩ buông tay. Tóm lại làm gì cũng có mấy người các ngươi cũng tùy ý ha. Từ Dương đột nhiên gọi Long Khôn lại lão sư. Ta muốn biết Tàng thư lâu ở nơi nào. Không biết vì sao, khi ba chữ Tàng thư lâu truyền vào lỗ tai Long Khôn, bốn người Từ Dương đều cảm nhận được một cỗ khí tức ba động khác thường. Nơi đó, không phải tân sinh có thể đi. Nếu các ngươi đã hỏi, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút, đơn giản mà nói, đạt được tư cách tiến vào Tàng thư lâu, phải thỏa mãn ba yêu cầu. Thứ nhất, nhà tài trợ trước mắt của Thánh hồn thư viện Nguyên Dương Đế quốc đạt được tư cách quân vệ cấp 3 các ngươi có thể lợi dụng thân phận học sinh thư viện tham gia biên chế quân đội dự bị sau đó lợi dụng thời gian rảnh rỗi cùng bọn họ ra chiến trường chấp hành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy liên quan đến việc thăng cấp quân hàm yêu cầu thứ hai chính là trong thư viện mỗi 3 tháng tổ chức một lần thi đối kháng giai đoạn lấy được thứ hạng top 10. yêu cầu thứ ba chính là thông qua khảo nghiệm độc quyền của quản lý thư viện tàng thư lâu lần đầu tiên nghe nói đi đến một thư viện tàng thư lâu đều phải tốn sức như vậy, các người đây không phải là đang hạn chế sự phát triển của học sinh sao, tòa thư lâu của học viện nào không mở cửa cho học viên một cách tùy tiện, Long Khôn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tàng thư lâu của Thánh Hồn Thư Viện, cùng tàng thư các bình thường là bất đồng, về sau các người sẽ xem sẽ biết, về phần điều kiện hạn chế vào bên trong, chính là yêu cầu của nhà bảo trợ Nguyên Dương Đế Quốc đưa ra, vạn nhất có ngoại quốc Đế Quốc trà trộn vào trộn công pháp trọng yếu, đối với bản thân Đế Quốc cũng là một loại uy hiếp, Từ Dương gật gật đầu. "Ta biết rồi, đa tạ Long Khôn lão sư, vậy lịch trình tu luyện của chúng ta." Long Khôn điểm một chút dưới chân. "Mỗi ngày ta đều ở tòa tháp đá này, ăn ở đây, các ngươi khi nào muốn tu hành cần chỉ đạo, tùy thời tới tìm ta là được, không có yêu cầu thời gian cố định, bởi vì chỗ ta tới lớp rất ít, không có tập kết thống nhất ở phương diện học viện, các ngươi cứ việc tùy ý." mấy người từ dương nhất thời không nói gì không thể không nói thánh hồn thư viện này thật sự rất cởi mở nhưng nghĩ lại an bài như vậy cùng quản lý kiểu phóng dưỡng cũng rất nhân tính ở đại lục này rất nhiều tu sĩ ngộ tính thấp cả đời đều không thể đột phá kim đan cảnh bởi vậy đến học viện học tập không nhất định đều là người trẻ tuổi thậm chí hơn phân nửa đều là người trưởng thành bọn họ ngày thường cũng có công việc cùng sự tình của mình bận rộn muốn dựa theo chế độ thời gian thống nhất tiến hành quản lý hiển nhiên là không thực tế được rồi Kế tiếp, chúng ta liền đi Nguyên Dương đế quốc dự bị báo cáo đi, mau đem quân công nâng lên quan trọng hơn. Từ Dương nói xong, tam nữ thần tự nhiên không có ý kiến gì. Bởi vì học viện tách nam nữ ở riêng biệt khống chế, vì hành động thuận tiện, Từ Dương quyết định bốn người vẫn là ở trong linh thuyền của mình. Cứ như vậy, bốn người cùng những sư sinh học viện này giao tiếp cũng không nhiều, chỉ cần mau chóng đạt thành ba điều kiện này tiến vào tàng thư lâu mới là mục đích chân chính. Nào đến đây, dự bị đến nơi này báo danh, nơi tập kết sự bị của nguyên dương đế quốc đội ngũ ít nhất cũng có bảy tám trăm người tất cả đều là một ít tu sĩ trẻ tuổi trong đế quốc đến đổi quân công tham dự nhiệm vụ tuy rằng lãng phí thời gian bốn người từ dương cuối cùng cũng thành công đạt được tư cách biên chế đi thẳng tới phiên bản nhiệm vụ bên này nhận nhiệm vụ hành động tương ứng nhiệm vụ cấp c năm trăm công huân nhiệm vụ cấp b hai ngàn công huân nhiệm vụ cấp a một vạn công huân nhiệm vụ cấp s năm vạn công huân Làng Thanh Du từ người một đếm xuống, mọi người cũng được cơ bản làm rõ quy tắc tiếp nhận nhiệm vụ mà muốn từ tân binh bình thường tăng lên quân vệ cấp 3, phải tích lũy 10 vạn công huân, cũng chính là hai nhiệm vụ cấp S, 10 nhiệm vụ cấp A. Ta đi, một nhiệm vụ cấp S cũng không có. Nó sẽ không nghèo như vậy, phải không? Bạch Liên tuyết quét khắp 10 bảng nhiệm vụ, một nhiệm vụ cấp S cũng không tìm được, nhịn không được lầm bầm một tiếng, lại bị mấy tân binh ở một bên trào phúng một đợt. Chỉ cần người thân thể đơn bạc này, cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ cấp, loại nhiệm vụ này trên lý thuyết chỉ có quân vệ cấp 3 trở lên mới có thể tiếp nhận, đừng nói hầu như không tới phiên trên đầu chúng ta, cho dù thật sự cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành." Bạch Liên Tuyết hư cười một tiếng, một quyền quét về phía một tảng đá lớn bên cạnh căn cứ, trong nháy mắt vỡ vụn khối cự thạch kia, biểu hiện ra thực lực của nguyên anh đỉnh phong cảnh. Là ai lớn mật như vậy, dám ở trong quân doanh gây sự? Một thanh âm rất thô thô trầm thấp từ cửa trong truyền ra đi ra một cường giả dáng người cao lớn, tử dương quan sát khí tức của nó, là một tồn tại động thiên trung dài. Tuy rằng loại cấp bậc này, tử dương một đầu ngón tay là có thể chọc chết một đống, nhưng cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vì sớm hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải long du nông thủy, bảo trì khiêm tốn. Là chúng ta, tử dương không kiêu ngạo, không kiêu ngạo, lập tức mang theo tam nữ thần lên đón. Tướng quân, chúng ta thỉnh cầu hoàn thành nhiệm vụ cấp nhưng trên bảng điều khiển cũng không có loại nhiệm vụ cường độ này, không biết phải đợi bao lâu mới có thể. Báo Khởi bẩm hồ tướng quân, một tổ chiến ưng gặp phải sự tiến công của đàn ma thú cao dài ở cửa tây bắc ma thú rừng rậm, bị vây khốn ở trong một sơn cốc, thỉnh cầu trợ giúp, nhìn thấy là một đám ma thú vô cố bạo tàu, phát động tập kích đột ngột đối với bọn họ. Vừa vặn một canh gác trở về báo tin, từ dương cười ôm nắm đấm với tướng quân trước mặt, Tướng quân, không biết độ khó của hành động cứu hộ lần này toàn bộ, có thể đạt tới cấp hay không? Hồ tướng quân nhìn về phía từ dương. Nhiệm vụ cứu viện, bình thường sẽ không phát ra bên ngoài, chỉ có quân vệ cấp 5 trở lên mới có tư cách tham gia, mấy người các ngươi. Từ dương biết chỉ dựa vào một cái miệng không có sức thuyết phục gì, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên dưới chân mãnh liệt ba động trong nháy mắt rơi vào trước mặt tướng quân. Đắc tội rồi. Từ dương một trưởng phù phiếm, tướng quân này phát hiện cả người mình khó động tác mảy may, trực tiếp bị từ dương rơi lên giữa không trung. Lớn mật Gần trăm quân sĩ xung quanh vốn đang bận rộn đồng loạt sông lên, bị tay kia của từ dương nhẹ nhàng vung lên, tất cả binh khí trong tay bọn họ, không ngoại lệ, tất cả đều theo bản năng bị từ dương tập trung ở trước mặt, dung thành một viên cầu sát thép khổng lồ. Sau khi đắc thủ, từ dương đem hồ tướng quân này một lần nữa đặt trên mặt đất. Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin tướng quân tha thứ, nhiệm vụ cứu viện lần này, giao cho bốn người ta hoàn thành, ngày sau tướng quân nếu có nhiệm vụ gì đặc thù, cứ việc có thể phân phó chúng ta đi làm. Hồ tướng quân một trận sợ hãi, theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Được, ta sẽ cho các người cơ hội biểu hiện bản thân này, bốn người, nếu thật sự có thể cứu tổ chiến ưng của ta trở về, ta để cho các người làm quân vệ cấp năm. Mấy người từ dương nghe vậy mừng rỡ, lần này xem như đã đỡ đi không ít phiền toái chỉ là mấy ma thú sao động đối với mấy người từ dương mà nói, giống như nghiền chết mấy con kiến hôi. Vậy mời tướng quân chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Ma thú sơn mạch trong nguyên dương đế quốc, so với các điểm tụ tập ma thú ở các nơi khác trên đại lục, cũng không có quy mô quá mức khổng lồ. Nhưng bởi vì địa thế nơi này thập phần đặc thù, thâm cốc u ám cùng vũng bùn đặc biệt nhiều, cao dài ma thú trong u cư sơn mạch chủng loại phức tạp, vẫn làm cho phương diện quân đội nguyên dương đế quốc thập phần đau đầu hàng năm ở nơi này đầu tư thanh toán binh lực cùng chi phí tương đối cao, phát sinh ngoài ý muốn. Cũng là chuyện thường xuyên, bất quá đối với đoàn đội của Từ Dương mà nói, nhiệm vụ như vậy căn bản không có bất kỳ khó khăn khiêu chiến nào, linh thuyền một đường truy tìm, rất nhanh liền đến mục tiêu dự định, nơi đó có hơn 30 tinh anh quân vệ, bên ngoài thì bị hơn trăm con cao dài ma lang vây khốn. Ở ma thú sơn mạch loại địa phương này, không sợ sư hổ không sợ mãng cầu, sợ nhất chính là bầy sói là phương thức dinh tồn chủ yếu đặc biệt là loại cao dài ma lang này, mặc dù không biết nói người khác, nhưng trình độ trí tuệ so với nhân tộc không kém chút nào, thậm chí một ít phương pháp vây săn mà bầy ma lang sử dụng, so với chiến pháp của quân đội nhân tộc còn cao cấp hơn. Lúc này, một nhóm hơn 10 binh sĩ này đều có mức độ thương tổn khác nhau, nếu không đợi được viện quân, cơ bản phải treo tiết tấu trao màu. Thấy được rồi, ở ngay bên kia. Từ dương không nói hai lời là người đầu tiên xông xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới trước mặt những quân sĩ này ngay sau đó ba người bạch liên tuyết lục tục rơi xuống đất bắt đầu chữa thương cho những bình lính này hiện giờ công pháp phật môn của bạch liên tuyết xem như có tác dụng vết thương của các chiến sĩ nhanh chóng thu hẹp lại những quân sĩ này bình quân đều có tư vi kim đan cảnh lên trên hai người dẫn đầu là nguyên anh trung giai bọn họ đều không có tư cách tiến vào thư viện học tập quân hàm cũng đều dựa vào quân đội hoàn thành nhiệm vụ tích lũy các ngươi là hồ tướng quân phái tới cứu các ngươi an tâm dưỡng thương, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Hào quang màu vàng bạch liên tuyết bao phủ bên ngoài những chiến sĩ này, vì bọn họ giảm bớt thống khổ thật lớn. Tiểu huynh đệ, nguy hiểm. Vài binh lính nhìn thấy từ dương một mình đi ra khỏi đống đá che lớp, vội vàng muốn hô hoán hắn trở về. Yên tâm đi vị đại ca này, cho dù nhiều hơn trăm lần ma làng như vậy, cũng không phải là đối thủ của thiếu niên kia. Các chiến sĩ tâm thần cả kinh, đang nghe thấy phía sau ầm ầm một tiếng nổ lớn chấn động tất cả thanh âm ma lang gào thét trong nháy mắt tịch diệt rốt cuộc không nghe được chút tiếng vang nào con mẹ nó cái gì một cái đối mặt liền đem mấy chục cao dài ma lang này toàn bộ xóa sạch cái này các chiến sĩ tìm mọi cách khép sợ nhìn bốn người trong đoàn đội từ dương đúng là bị khuất phục ngũ thể bốn người từ dương thì bình tĩnh một nhóm loại đối thủ cấp bậc này thật sự không dẫn nổi bọn họ chút hứng thú nào được rồi nguy hiểm đã được giải trừ dẫn các người lên hình thuyền đánh đạo hồi phục. Từ Dương nói xong, đội trưởng Nguyên Anh Cảnh dẫn đầu kia lại lộ vẻ mặt khổ sở, tựa hồ còn có chút ý tứ không muốn trở về. Làm sao vậy? Vì đại thần này, không gạt người nói, chúng ta lần này tiếp nhận một nhiệm vụ cấp A, mục tiêu cũng không phải là những ma lang này, mà là một con cuồng sư huyết tinh cao dài, bởi vì đám ma lang này xuất hiện, quấy nhiễu kế hoạch tác chiến của chúng ta, hiện tại chúng ta nếu đã khôi phục càng không muốn buông tha nhiệm vụ này bởi vì tiểu đội chúng ta đã liên tục ba lần nhiệm vụ thất bại lần này nếu không thành công là bị giáng hàm từ dương cân nhắc một lát như vậy đi chúng ta cùng nhau đi loại trừ huyết tình sư kia trở về cũng không muộn dù sao hiện tại thời gian còn sớm binh lính đặc biệt kích động lập tức đem bản đồ môi trường sống của cuồng sư móc ra mọi người một đường đi sâu vào dãy núi này ven đường lại thấy được từng vết nứt dữ tợn bộ dạng như vậy giống như là bị lực lượng khủng bố chặt đất sơn mạch, cũng không giống hình thái địa lý thiên thành. Đây là môi trường sống ma thú quỷ dị nhất mà ta từng thấy. Bạch Liên Tuyết nói ra tâm tư của Từ Dương, đội trưởng binh lính cũng phụ họa theo. Nghe nói, dãy núi này vạn năm trước, nguyên bản là một mảnh biển rộng, sau đó bởi vì một hồi hạo kiếp bao phủ toàn bộ đạo châu Hàng Lâm, mới làm cho hiện tại trong nguyên dương đế quốc xảy ra biến hóa long trời lở đất ngay cả tổ tiên hoàng thất nguyên dương đế quốc cũng quật khởi ở thời đại đó hơn nữa thành lập đế quốc này vạn năm trước mấy người từ dương đều sửng sốt liếc nhau một cái rõ ràng đều nghĩ đến cùng một điểm vạn năm trước không phải chính là tiết cốt nhãn của tam thiên đạo châu tàng long đại bí sinh ra sao liên tưởng đến thánh hồn thư viện thư viện thư hải tàng long bí này từ dương không khỏi cảm thấy toàn bộ nguyên dương đế quốc sinh ra chỉ sợ đều không thể thoát khỏi bí mật này bất chi bất giác đoàn người đã đi tới khu tọa độ, nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng cuồng sư huyết tinh kia, nhưng trong không khí lại tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Đột nhiên, một tiếng thu giống nặng nề phát ra, ngay sau đó, tiếng túc âm chấn động mặt đất trà đạp tới, khi hình dáng thật lớn đập vào mắt, tất cả binh lính hoàn toàn bị dọa cho chóng váng. Đây là mục tiêu nhiệm vụ cấp Slug trước được liệt vào cấm kỵ, long thủ kim rực độn thiên mãng. Ma thú cao cấp nhất của toàn bộ dãy núi, không, chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Các binh sĩ cơ hồ muốn phát cuồng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay đều đụng phải những chuyện xui xẻo này, vốn bị vây vào từ cục thật dễ dàng chờ tới trợ giúp, không cân nhắc rút lui còn tham lam muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, kết quả liên lụy tất cả mọi người đi đến vực sâu tuyệt vọng. Ha ha ha, nhân tộc hèn mọn con kiến hôi, các người hết lần này đến lần khắp quấy giày ta, cư nhiên còn vui vẻ không biết mệt phái người tới đây, thật sự là sợ ta đói à, cười chăn liếm liếm môi, vết máu đỏ thẫm kia tựa hồ vừa vặn chứng minh cái gì đó. Người, người nuốt cuồng sư kia. Nếu không thì sao? Từ hôm nay trở đi, tất cả địa bàn trong sơn mạch đều thuộc về ta, bất kể là nhân tộc hay là ma thú, dám can thiệp vào nơi này, giết không tha. Cuồng sát phát ra tiếng gào thét so với sư hổ còn vang dội hơn, hiển nhiên đã động sát niệm rồi. Chờ một chút. Từ dương đột nhiên tiến lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn cự sát. Trước khi ăn thịt chúng ta, ta có một nghi vấn, xin hãy giải đáp. Nói đi, hôm nay tâm tình bàn tôn tốt, để cho các người chết rõ ràng một chút. Từ dưng cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ cỡ nào, đã sớm nhìn ra trên người của mãng này có chút không thích hợp, khí tức bản nguyên trong cơ thể nó, cùng mang nguyên trong dãy núi này hoàn toàn không giống nhau, càng giống như một sinh vật ngoại lai hoàn toàn mới. Theo quan sát của ta, khí tức trong ngươi không được sinh từ ngọn núi này, chứng minh rằng cách đây không lâu, ngươi không thuộc về nơi này, tại sao đột nhiên chọn nơi này để sống, cử mãng không khỏi sáng mắt. Hào tiểu tử, chỉ là con kiến hôi luyện khí cảnh, lại có thể nhìn ra bí mật trên người ta. Nếu ngươi hỏi, ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ta trời sinh là mãng cầu, huyết mạch lại không thuần khiết, cần tiến hóa thành long mãng cấp tiếp theo, mà trong dãy núi này, ẩn chứa long khí là tài nguyên ta chân chính cần. Nguyên nói cái gì? Trong lúc hoảng hốt, Từ Dương thậm chí cảm thấy, Long Tàng đại bí nhất mà bốn người mình mong chờ nhất sẽ được công bố, nhưng khi hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm, cứ sát này đã bắt đầu ra tay tiến công. Không cần phải nói chuyện nữa, các ngươi đều là thức ăn của ta, biết nhiều hơn nữa, cũng không thay đổi được kết cục của các ngươi, yên lặng ngủ đi, ta sẽ không để cho các ngươi quá thống khổ. Ầm ầm, cường chăn trong miệng phun ra một đạo khói độc màu xanh biển bao phủ trên đỉnh đầu các chiến sĩ chiến ưng phía dưới phật quang màu vàng bạch liên tuyết chợt hiện ra linh lực ba động cường đại hoàn toàn bảo vệ toàn bộ đội ngũ che đậy đạo đầu vụ này xâm nhập linh dao theo sát sông lên sau lưng một đạo kiếm quang rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ thành bay về phía đại xa hỏa trước mặt ngự kiếm kỹ thật cường đại xem ra bản tôn là đánh giá thấp năng lực của các ngươi từ chân dù sao cũng là đỉnh cấp ma thú đã gặp qua thế giới tuy rằng cùng cấm kỵ ma tộc ma tộc ma vương không có biện pháp so sánh nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ ma thú sơn mạch đã không có mấy ma thú là đối thủ của nó thân thể khổng lồ không ngừng tả sung hữu đột tên này kiêm lực sát thương của sư hồ mãnh thú còn có tốc độ như xả mãng càng đáng sợ hơn chính là sau lưng tên này song sinh cánh chim còn có thể phi hành cái này có chức khoa trương ầm ừ, ầm ừ. trong nháy mắt lại là một chảo của cự vi cường cường lực bắn xuống lực lượng khủng bố cơ hồ trong nháy mắt xé rách phương thốn chi địa dưới chân các binh sĩ tự mình né tránh liều mạng chạy trốn chung quanh đem chủ chiến trường lưu lại cho mấy người từ dương tận tỉnh phát huy linh giao cũng không yếu thế mặc dù là không chế nội tình ở nguyên anh đỉnh phong nhưng nàng có trình độ kiếm đạo đỉnh phong phối hợp với quan vân kiếm ý khống chế hơn mười đạo kiếm quang đầy trời tùy ý bay trốn không ngừng chém vào thân thể cực mãng này hiệu quả ban đầu cũng không phải rất rõ ràng nhưng dưới sự phối hợp phụ trợ của lăng thanh xu con rắn này rất nhanh đã nếm được hồ sơ. Chết tiệt, mấy tên các người rốt cuộc là thân phận gì, có được nợ tình như vậy, sẽ cùng những quân sĩ con kiến hôi này trộn lẫn một chỗ. Cự mãng có chút tức giận, bắt đầu từng bước phóng thích bản mạng mang nguyên dự trữ trong cơ thể. ầm ầm Một cỗ ma lực khương phong từ trong miệng cự mãng phun ra, nơi sóng gió này đi qua, trong sơn mạch có hàng trăm cự mộc che trời trong khoảnh khắc tan thành cho bụi lực sát thương mạnh mẽ hoàn toàn dọa cho binh lính chiến ương chóng váng. Mẹ nó, chúng ta đang gặp phải cái gì? Đây là nhiệm vụ cấp sở đâu? Cho dù là đại tướng quân bọn họ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể đơn đấu thắng cự chăn này, quá đáng sợ, từ dương lướt mắt nhìn về phía sau. Liên tuyết thanh su, hai người các người hộ tống mọi người rút lui. Bạch liên tuyết hai người tự nhiên hiểu được, tiếp tục lưu lại những người này ở lại nơi này, chẳng những một chút tác dụng cũng không có, rất có thể còn có thể để cho bọn họ nhìn thấy thứ không nên nhìn vạn nhất nội tình bốn người từ dương truyền vào trong quân nguyên dương đế quốc dẫn phát một ít phiền toái không cần thiết thì được nhiều hơn mất linh thuyền lần thứ hai hàng lâm bạch liên tuyết cùng lăng thanh su mang theo những binh lính này trở về quân doanh trước một bước lần này chiến trường trở nên an tĩnh hơn rất nhiều từ dương cùng linh giao rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm ha ha ta làm sao cảm thấy giúp mấy tên kia rời đi ngược lại làm cho các người thoải mái vài phần từ Dương mỉm cười. Ngươi nói đúng, sự tồn tại của họ không phải là một loại trợ giúp, nhưng là một loại giam cầm, còn ngươi cự trăn thu nhỏ lại. Chẳng lẽ, các ngươi còn ẩn xấu thực lực sâu hơn? Từ Dương không có ý định tiếp tục cùng nó tán chuyện phiếm, nhưng lại không nỡ trực tiếp gạt bỏ, bởi vì Từ Dương còn không xác định đại sản này biết bao nhiêu chuyện với Long Tàng. Ta sẽ cho ngươi thấy được thực lực chân chính của ta, sau đó cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội sống. Từ dương trong tay nhẹ nhàng vung lên một đạo băng làm sắc quang mang vô cùng thuần túy từ từ diễn hóa mang nguyên khí tức cường đại làm cho cự mãng trước mặt khiếp sợ nói không nên lời cái này đây là vĩnh hằng chi kiếm của một trong những thần khí vô thượng của ma tộc thần binh bị phong ấn ở cấm kỵ ma vực băng hà thần điện cư nhiên cư nhiên ở trên tay ngươi ngươi ha 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 ngươi không cần kinh ngạc như vậy dù sao chúng ta ở trong mắt ngươi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi cự mãng cũng không dám giả bộ cái gì nữa người có thể có được vĩnh hằng chi kiềm khống chế lực lượng trí cường của ma tộc hà có thể là một ma thú nó có thể chống lại các hạ ngụy trang tiến vào nguyên dương đế quốc lại xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc vì cái gì long tàng từ dương dứt khoát cùng nó trực tiếp đánh bài dù sao nơi này ngoại trừ linh giao đã không có bất luận kẻ nào khác mà cự mãng này cho hắn mười cánh cũng không có khả năng ở trước mặt từ dương chạy trốn thì ra là như thế không thể tưởng được cỗ long khí này lại dẫn tới cường giả đứng đầu không thể tưởng tượng nổi như các ngươi nhất định không phải ta có thể hưởng dụng vậy ngươi phải làm gì để tha cho ta cự chăn lập tức khiêm tốn quá nhiều từ dương cũng thu hồi vĩnh hằng chi kiếm chuyển sang dùng một phần ngữ khí bình thản nói nói ra tất cả nội dung mà ngươi biết về long khí này ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của ngươi mà quyết định biện pháp trừng phạt đối với ngươi ai ta cũng là nghe một cường giả ma tộc nhắc tới Lúc trước trong một hồi nội chiến ma tộc ở phương Đông, ta trong lúc vô tình cứu một lão ma vương, hắn nhìn ra huyết mạch viễn tổ trong cơ thể ta có lòng mãng nhất mạch, nếu có thể phản tổ mà nói, sẽ có thành tựu lớn hơn, liền điểm điểm ta tìm kiếm địa phương có. Được long khí trên đại lục tu luyện, tìm mười mấy năm, thật vất vả bị ta phát hiện nơi này, liền gặp được các ngươi. Từ dưng cân nhắc một lát, về nội dung long mạch này, bốn người trong đoàn đội mình đều không có nghiên cứu gì, mà cự mãng này có năng lực nhận ra vị trí đại khái long khí phát ra, nếu giữ lại nó, ngay sau tìm kiếm long mạch có lẽ có thể giúp được. Người, có thể huyễn hóa thành hình người không? Từ dương đột nhiên hỏi, long mãng bày ra một bộ tướng ngạo nghễ, khẩu khí có chút hàm nhiên. Hiện tại còn không thể, bất quá thay đổi hình thái ngược lại có thể, tỉ như. Vút. Cự mãng này nói xong, đột nhiên thân thể co rụt lại, biến thành một con rắn nhỏ màu xanh vàng, còn không dài bằng một chân của Từ dương, nhìn qua vẻ vô hại. Đây chính là cực hạn của ta. Các hạ, ngươi nếu có thể tha ta một mạng, ta chắc chắn sẽ cảm kích ân đức của ngươi. Tha ngươi có thể, nhưng ngươi cho rằng coi như ngươi thật tìm được long khí, liền có thể an an ổn ổn đem chiếm làm của dương rồi, đánh long tàng chú ý quá nhiều người, tùy tiện một cái muốn giết ngươi, cũng giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy nếu như ngươi lựa chọn cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ dương nói xong, tiện tay đánh ra một viên cực phẩm ma tinh trên 10 vạn năm, tùy tiện vung tay nhỏ bút lên, liền làm cho tiểu xà trước mặt này hoàn toàn kinh ngạc. Cái này, đây là cực phẩm ma tinh nguyên thạch 10 vạn năm, các hạng ngươi. Bớt nói nhảm, lễ gặp mặt mà thôi ngươi nếu đồng ý, từ giờ trở đi, ngươi chính là ma sùng của ta, đi theo bên cạnh ta, ta có thể làm cho ngươi huyết mạch phản tổ, trở thành ma thú đứng đầu đại lục, tất nhiên, nếu ngươi không muốn điều này, ta sẽ không ép buộc ngươi. Chủ nhân, bắt đầu từ giờ trở đi ta chính là sùng vật của ngươi, ma tinh mười vạn năm này, phòng trừng cũng đủ để ta luyện hóa một trận rồi, ha ha ha. Chỉ là mấy khối ma tinh, ta vẫn có thể cho được, từ bây giờ trở đi, ngươi phải học cách nghe lời, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép bại lộ bàn tướng trước mặt người khác. Biết rồi, chủ nhân. Long mãng này sở dĩ trở nên nghe lời như vậy, một mặt là bởi vì từ dương thực lực thật sự quá mạnh, dựa vào trạng thái hiện tại của nó căn bản không thể chống lại từ dương. Mặt khác, mục tiêu lớn nhất của long hung chính là huyết mạch phản tổ, đánh thức long huyết chân chính trong cơ thể, cho dù chỉ có một bộ phận mỏng manh nhất, cũng sẽ là một lần lột xác về chất, mà bây giờ nếu đã ôm lên đùi tráng kiện của từ dương, tiểu xà già dễ dàng không có ý định xuống xe. Đi thôi. Từ dương cho đồng bạn một ánh mắt, liền ngự kiếm bay ra ngoài ma thú sơn mạch trời ạ à, bọn hắn bọn hắn mấy người kia thật làm được rồi chỉ là bốn người lại có thể từ trong nội địa ma thú sơn mạch đem cả một đội đột kích chiến ưng không tổn hao chút nào thanh niên tài tuấn như thế hiếm thấy à không hổ là thiên tri kiêu tử của thánh hồn thư viện có lương tài này tương lai nguyên dương đế quốc không thể hạn lượng trong đám người dự bị nhìn thấy hai nha đầu dẫn đội che chở cho đám người chiến ưng trở về, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, tất cả đều điên cuồng nghị luận đoàn đội từ dương, ngay cả hồ tướng quân cũng không ngờ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người tới. Tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành, xin giao cho chúng ta huân chương quân vệ đi. Lăng thanh su buông tay ra, nha đầu này cho tới bây giờ đều là tính tình thẳng thắn không thích quanh co lòng vòng, vốn là vì huân chương quân vệ mà đến, vậy thì thống khoái một chút. Bất quá hồ tướng quân tự nhiên không phải nghĩ như vậy, thật dễ dàng gặp được nhân tài xuất sắc như vậy nếu có thể vì mình mà sử dụng ngày sau ở nguyên dương đế quốc tranh thủ lợi thế chủ tướng không thể nghi ngờ càng nhiều không cần gấp mấy người các người tình huống đặc thù bởi vì là từ dự bị trực tiếp vong cho cấp ba trở lên danh hiệu quân vệ phải được tháp bà đại tướng quân chúng ta thủ lệnh phê chuẩn mới được phiền phức như vậy lăng thanh du nhíu mày có chút không kiên nhẫn làm tông chủ thiên lam tông lâu như vậy tính tình của nàng đã sớm không thể so với tiểu cô nương bình thường nếu mình chân thân làm chuyện này, đã sớm trực tiếp tiến vào tàng thư lâu thánh hồn thư viện, làm sao còn cần tốn sức như vậy, nàng cũng không chu toàn như từ dương. Đúng rồi, hai đồng bọn các ngươi đâu? Sao không quay lại cùng với các ngươi? Là như vậy, tướng quân. Thủ lĩnh chiến ưng đã đi ngang qua, không ít quân vệ xung quanh xem náo nhiệt sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cái gì, ngươi là nói, mấy tân sinh này có thể gạt bỏ cao dài ma thù bạch liên tuyết ho nhẹ một tiếng vội vàng ra mặt giải thích một phen lúc này mới đem sự tình vòng qua nếu thật sự bại lộ chiến tích không khớp với thực lực bề ngoài nhất định sẽ khiến cho người bên ngoài nghi kỵ tướng quân chúng ta trở về rồi khi từ dương cùng linh giao đi tới quân vệ chung quanh đều dùng ánh mắt nhìn anh hùng nhìn về phía hai người thiếu niên anh hùng hoàn toàn xứng đáng quả thực chính là trừ ma tiểu năng thủ ha 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 từ dương thông dong đi qua trong những lời khen ngợi này, trên mặt không có chút gợn sóng nào cũng nhìn không ra, tâm tình trầm ổn như vậy cũng làm cho vô số hổ tham tướng duyệt nhân có thêm mấy tâm tư. Chúc mừng các người, hoàn thành nhiệm vụ cứu viện lần này, ta sẽ vì các người thực hiện lời hứa, mời theo ta đi. Từ dương lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi hắn phát hiện người họ hồ này đem bốn người mình mang vào đại trướng tướng quân, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bốn vị chờ một chút, Thác bạt đại tướng quân chúng ta muốn gặp các ngươi. Hồ tướng quân nói xong liền đi ra khỏi doanh trướng, sắc mặt từ dương cũng lạnh xuống. Liền phát ra huân chương quân vệ, cũng phải phiền toái như vậy. Không, hẳn là tướng quân này muốn lôi kéo chúng ta vì hắn cống huyết, không có gì to tát. Bạch liên tuyết vẫn tương đối lạc quan, chấn an lăng thanh su một đợt, linh giao thì tương đối bình tĩnh. nghe đầu này hiện tại vừa có thời gian liền ngưng thần thu luyện, thử sớm ngày đánh thức kiếm tâm. vút rất là đột ngột trong nháy mắt một đạo vô cùng lạnh lẽo tiễn quang động xuyên qua doanh trướng bay về phía bốn người từ dương cẩn thận dưới chân từ dương chấn động mạnh mẽ bình chướng linh khí rực rỡ che chở thân thể bốn người lực lượng động thiên cảnh từ dương nói thầm một tiếng lăng thanh su đang muốn rút kiếm mở ra sát giới quyết đoán bị từ dương ngăn cản động tác không sao tĩnh quan kỳ biến không cần xúc động liên tiếp mấy đợt mũi tên không ngừng bắn vào doanh trướng đều bị phương thức phòng ngự bị động như từ dương ngăn cản nhưng thủy trung không biểu hiện ra nội tình cấp cao hơn bốp bốp một trận tiếng vỗ tay dần dần truyền đến doanh trướng bị người từ bên ngoài dùng cự lực đánh nát hồ tướng quân thân hình cao lớn trước mặt này ý cười trong suốt tiến lại gần quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mấy vị đều là sinh viên mượn học viện thánh hồn lại có thiên phú tu luyện kinh người vừa rồi là bổn tướng quân tham dò các người không có ý gì khác phòng ngừa các người là tác phẩm ngoại lai nhưng từ biểu hiện cùng bản năng của các ngươi mà xem, thân phận các ngươi vẫn sạch sẽ. Từ Dương khẽ chấp tay với thác Bạt tướng quân. Dám hỏi tướng quân, gần đây Nguyên Dương đế quốc gặp tai họa rất nghiêm trọng sao, có nên cảnh giác như vậy không? Ha ha ha, ngược lại không nghiêm trọng như vậy, nhưng nội bộ quân đội nếu bò đầy sâu bướm, chung quy vẫn không an toàn, hy vọng bốn vị có thể thông cảm. Không giấu bốn vị, thủ hạ của ta thiếu đi Bách Phu trưởng cùng hiệu úy đáng tin cậy không biết các ngươi. Thật xin lỗi thác bạc tướng quân, chỉ sợ sẽ làm ngài thất vọng, chúng ta vừa mới nhập học ở học viện, cho dù có tính toán cống hiến cho đế quốc, cũng phải hoàn thành việc học rồi nói sao, ngày sau phương trường, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Từ dương không kiêu ngạo không kiêu ngạo, giữ mặt mũi cho tướng quân lại uyển chuyển từ chối chặn miệng đối phương, quả thật làm thác bạt tướng quân có chút bất đắc dĩ cười cười. Cũng được, nếu các người học tập là trọng, không vội kiến công lập nghiệp, ta cũng không nói thêm gì nữa, người đâu. Thị vệ nhận được bốn khối lệnh bài quân vệ, mỗi một khối đều khắc bút danh của bốn người, từ đó bốn người từ dương xem như lấy được khối gạch gõ cửa đầu tiên tiến vào tàng thư lâu học viện. Trước khi đi, con dế rồng nhỏ trong túi từ dương thò đầu ra, khiến tháp bạt tướng quân chú ý. Hà! Tiểu ca lưu bước, xin hỏi ngươi con rắn này là... Từ dương vẫn chưa giấu giếm. Hồi tướng quân, học viện không lâu sau muốn tiến hành thi đấu tỷ đấu, ta liền thuận tiện bắt một con ma thú làm dùng vật chiến đấu của mình có vấn đề gì sao tháp bạc tướng quân cười lắc đầu mặc cho mấy người từ dương tự lo rời đi tướng quân hồ tham tướng tiến đến trước mặt tháp bạc tướng quân trở phân phó ánh mắt thác bạc trở nên sắc bén hơn vài phần thánh hồn thư viện chính là trọng địa của đế quốc mấy học sinh kiệt xuất như bọn họ lập trường còn rất trọng yếu ngươi đi đưa ra một lời cho phía học viện bảo bọn họ chú ý nhiều hơn mấy sinh viên này ta luôn cảm giác mấy người bọn họ không đơn giản như trong tưởng tượng vâng